capisco. Chắc bạn đã từng nghe đến cụm từ bói tay. Đó là thủ pháp bói toán, chỉ cần nhìn vào đường chỉ tay để dự đoán số mệnh của một con người. Về cơ bản, bói toán vốn là thứ không đáng tin cậy cho lắm. Tuy nhiên, khoa học cũng có một bộ môn phân tích những đường nét trên bàn tay, qua đó nêu bật được đặc điểm, tính cách của một người như thế nào. Theo Kay Parker, Giám đốc Học viện phân tích tay Mỹ, thì mỗi ngón tay đều có một thông điệp riêng và hãy xem bàn tay của bạn nói gì. Xác định bàn tay mạnh. Hãy nói xem bạn thuận tay nào, tay trái hay tay phải. Bàn tay thuận chính là bàn tay mạnh và những ngón tay trên bàn tay này sẽ phản ánh phẩm chất cá nhân, tính cách con người bạn. Trong khi đó, những ngón tay ở bàn tay kia sẽ bật mí cho bạn biết thái độ của bạn với những người thân. Đo độ mạnh yếu của từng ngón tay và đặc tính tương ứng. Hãy quan sát nhé, ngón tay mạnh là ngón tay thẳng, dài, không bị cong vẹo. Trong khi đó, ngón tay yếu sẽ có chiều hướng nghiêng vẹo, uốn cong về phía ngón tay khác hoặc nghiêng về phía trước. Tóm lại, ngón tay với bất cứ điểm lạ nào sẽ được cho là ngón tay yếu. Đặc tính tương ứng với mỗi ngón tay. Ngón tay cái thể hiện sự mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, tư duy logic vô cùng nhạy bén. Ngón trỏ mô tả sức mạnh, tầm nhìn, quyền lực và sức ảnh hưởng của bạn. Ngón giữa nêu bật trách nhiệm, hiệu quả, sự khôn ngoan và tư duy. Ngón áp út thể hiện sự sáng tạo, tính cách muốn thể hiện bản thân, mong muốn luôn được nổi bật. Ngón út bật mí khả năng giao tiếp, phong cách của chủ nhân bàn tay. Ví dụ, nếu ngón tay mạnh của bạn là ngón cái và ngón giữa, điều đó cho thấy bạn là một người mạnh mẽ, có tư duy logic, cực kỳ nhạy bén nhưng cũng là người có trách nhiệm, chứ không chỉ nhăm nhăm đạt được tham vọng đề ra của mình. Hình dạng đầu ngón tay bật mí điều gì? Đầu ngón tay tròn, bạn luôn mong muốn sự hòa hợp, không thích sự tranh luận, xung đột bất hòa. Đầu ngón tay nhọn, bạn lảng tránh thực tế, thích mộng mơ và thường đuổi theo những thứ có phần huyền bí. Đầu ngón tay vuông, bạn thích mọi thứ phải thật rõ ràng, không mơ hồ lập lờ, quân đen quân trắng. Đầu ngón tay rộng, hơi loe, bạn thích sự độc lạ, khéo léo và không thích những thứ rập khuôn, máy móc. Bạn biết gì qua khoảng cách giữa các ngón tay? Bạn hãy đặt bàn tay thuận của mình một cách tự nhiên lên mặt phẳng hoặc giữ chúng thoải mái trong không trung. Giờ thì hãy quan sát nhé. 5 ngón tay có kẽ hở lớn, nằm cách xa nhau. Khoảng cách giữa các ngón tay rộng tiết lộ bạn là người độc lập, cởi mở và luôn thích thú khám phá những cái mới. 5 ngón tay khít lại gần nhau. Nếu chúng khít nhau, bạn là người thận trọng, rất cẩn thận trong mọi việc và khép kín. Nếu ngón giữa và ngón áp út cách xa nhau, bạn là người khá kiên định, không dễ dàng gì bị ảnh hưởng bởi dư luận xung quanh. Còn nếu như hai ngón tay này gần nhau, bạn khá nguyên tắc nhưng lại dễ bị lung lay bởi những ảnh hưởng xung quanh của xã hội. Ngón áp út và ngón út có khoảng cách rộng. Nếu bàn tay bạn như thế này, cho thấy bạn rất độc lập, có tư tưởng yêu chuộng tự do, bạn cực kỳ cẩn thận, chu đáo và suy tính kỹ trước khi làm việc gì. Còn nếu khoảng cách này chỉ ở mức trung bình, hãy thử so sánh với bạn bè, người thân của mình, thì điều đó có nghĩa là bạn là người có suy nghĩ độc lập nhưng cũng thích sự mạo hiểm, phiêu lưu. Ngón trỏ và ngón giữa có khoảng cách rộng. Người này tư duy độc lập, không thích bị người khác can thiệp hay trói buộc bởi bất cứ ai. Ngón cái và ngón trỏ có khoảng cách rộng. Điều này cho thấy bạn thích sự độc lập và có sự cạnh tranh cao. Những người có bàn tay này cũng sở hữu tinh thần rất nghĩa hiệp. Bạn nên duy trì một tình bạn thân thiết và bền chặt. Còn nếu ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay khít chặt, bật mí người đó rất thận trọng, luôn có sự đề phòng người khác, đôi khi họ mắc bệnh tâm lý nặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.